Ok, chào mừng các bạn đã đến với cái buổi hướng dẫn của mình ngày hôm nay. Buổi hướng dẫn hôm nay thì có những cái nội dung sau. Thứ nhất là cài JDK. Thứ hai là cài Android Studio 2.2 nhé. Thứ ba là tạo một cái project và tên là Header. Một cái bài kinh điển. Và chúng ta sẽ build chạy này nó như thế nào. Ok, ban đầu chúng ta sẽ bắt đầu vào cài JDK và thiết lập môi trường cho nó. Ở cài JDK các bạn sẽ vào Google đánh chữ JDK và vào cái trang của Oracle. Ok, nó đã hiện ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào chọn download JDK. Ok, tại đây có các phiên bản. Nếu máy của bạn thuộc Linux thì các bạn chọn Linux, Windows thì các bạn chọn Windows. Mac thì các bạn chọn Mac. Và máy của mình đó là Windows 10 và phiên bản là 64 bit. Ok, thì mình sẽ chọn phiên bản mới nhất của nó đi. Đó là phiên bản U112. Ok, mình sẽ chọn Accept và chọn JDK cái phiên bản của máy của mình. Ok, các bạn sẽ đo về nhé. Ok, máy hơi chậm chạy. Lâu quá, chờ một tí nha. Thực ra là máy của mình đã tải rồi. Tất cả lại trước rồi. Rồi mình đã tải rồi thì mình sẽ không tải nữa nha. Rồi các bạn cứ tải về bình thường. Ok, rồi mình đã tải và mình có nó trong cái thư mục này nha. Các bạn sẽ mở nó lên và run nó bằng admin hoặc là cái drop chuột cho nó chạy cũng bình thường. Ok, sau khi các bạn cấp drop chuột và chờ nó chạy trong khoảng cỡ 1 phút, nó sẽ hiện lên cái màn hình như thế này. Ok, các bạn sẽ bấm nét, rồi các bạn cứ đợi thiết lập đi bình thường. Đây là cái thư mục của nó, các bạn đặt nó ở thư mục khác thì các bạn cứ việc thiết lập, còn mình thì cứ đợi cho nó một mình đi, nó cũng nặng lắm, cứ đợi nó. Ok, mình sẽ nét tiếp tục và Java sẽ cài tại cái màn hình này thì cái phiên bản JDK sẽ cài đặt cái phiên bản. Nếu tùy theo loại máy thì sẽ cài tốn thời gian sẽ từ 10 tới 15 phút, hoặc là cái máy làm nhanh hơn thì 5 phút. Ok, mình sẽ stop lại và chờ cho nó chạy xong. Ok, trong lúc mà khi cài JDK nó sẽ báo bạn cài một cái thứ đó là JR, các bạn cứ nét bình thường nha. Rồi ok, nó đang chạy đó. Rồi các bạn chờ khi nó chạy xong. Để tránh phải chờ thì mình đã cài trước rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập cái môi trường cho JDK, đó là mình sẽ vào system. Khi mà system tự lên như thế này. Ok, các bạn vào Advanced System Setting nha. Máy nó đang chạy như khắc bộ của nó lên đầu. Ok, khi bạn chọn vào nó thì nó sẽ hiện thị ra cái hộp thoại System Property. Bạn chọn vào cái tab Advanced. Ghê vậy? Chết đi luôn à?
Ok, các bạn trong cái học thoại System Property, các bạn chọn vào Environment Variable, nó sẽ hiện ra ở trong máy mình sẽ đã cài một cái biến là Java Home ở tại cái khung User Variable for cái tên máy của bạn. Được chưa? Nếu các bạn mà chưa có thì các bạn cứ click New nha. Nếu các bạn gõ cái chỗ kia học thoại chữ name đó, variable name, các bạn gõ chữ Java Home với in hoa nha, và cái variable các bạn sẽ gõ cái đường dẫn mà tới cái file cái JDK đã cài đặt đó. Ở đây như máy của mình sẽ là chỉ cần kích và các bạn chọn copy nhé. Bước thứ hai, các bạn sẽ mở vào cái hộp thoại thứ hai cho System Variable, các bạn chọn vào cái path, thêm cái đường dẫn và thiết lập cái đường dẫn cho nó nha. Các bạn sẽ bấm vào Edit, ok, chỗ path Edit. Tại đây các bạn sẽ bấm vào chữ New, nó sẽ hiện thoại ra này. Các bạn sẽ gõ cái đường dẫn cũ, bấm cái đường dẫn cũ JDK, nhưng mà cái dân này sẽ tới vào cái thư mục pin nhé. Các bạn cứ làm tương tự và các bạn copy nó. Trong cái thư mục đấy, nếu các bạn cần lưu đó thì các bạn cứ vừa bắt vào Ctrl V. Ok, khi mà các bạn bắt vào thì nó sẽ có cái đường dẫn này, các bạn chọn ok. Cái Java đã mình đã cài xong rồi, à, các bạn chỉ việc bấm close thôi. Như thế là các bạn đã thiết lập cài JDK và thiết lập cái môi trường cho JDK. Bước tiếp theo mình sẽ là cài hướng dẫn các bạn cài Android Studio.